Ok, theo như đúng lời hứa của cái bạn số điện thoại mình nhớ đuôi 588 thế nào ở gì nhỉ ở Vinh. Bạn vừa chuyển khoản cho mình cái số tài khoản cái trị giá là 1 triệu, trong đó là một đôi chim chim giống và một con chim đực to. Thì kính thưa bạn ấy có đề xuất là đăng cái clip này nên để cho anh em biết thêm. Thì nguồn gốc sâu xa là hôm mùng 2 tháng 9, hôm nay là mùng 7 tháng 9. Mình có đăng cũng một cái khách họ lấy một con chim chim to, chim trống là với trị giá là 500 ngàn. Thì hôm nay mình cũng đăng cái con này lên. Đó. Thì bạn bạn thân mến, bạn bạn như cái tên là gì không biết, là bạn bạn vừa tí nữa mình xem lại cái nhật ký cuộc gọi, mình sẽ đọc lại cái số đấy. Thì thưa với bạn là đây, theo đúng lời hứa là mình sẽ đăng cái clip này lên. Đây, con chim này là con chim ngày mai nó thuộc về bạn. Đấy, bạn nhìn đi. Rõ ràng là con chim này nó là đầu xanh. Đó, đầu xanh. Đó, các bạn nhìn này, mắt này. Mắt của nó đây. Đó. Mắt hai bên này. Chim rất là khỏe mạnh, đẹp. Mỏ đây, yên 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 yên, mỏ đây, mỏ đây. Đó, mỏ đen, nhánh luôn. Đó. Thì con chim này cái độ cườm của nó như này các bạn nhá. Đó. Cườm là nó mới gọi như cườm này, gọi là cườm lún phún, nó thưa cườm lắm. Đó. Đó. Nhưng mà con này sau này cườm rất đẹp, các bạn nhìn thấy chưa? Nó có triển vọng về cườm rất khủng khiếp luôn. Với cái mức trị giá 500 ngàn thì vừa các bạn mua chim của Thao Chim Cung Gáy miền Bắc là như vậy. Các bạn không nhớ không nhầm thì đây này, hôm mùng 2 tháng 9 mình cũng đăng, hôm nay mình đăng tiếp. Con này thì cũng là cái theo cái tiêu chuẩn như vậy. Các bạn nhìn thấy ngực nó như nào, hồng đúng không, ngực hồng đó. Đấy, các bạn nhìn con chim này, các bạn nhìn con chim này, nó từ đầu đến đây các bạn nhìn này, đó cái gang tay của mình này, đó một gang tay 20 phân mà vẫn còn dư dư lại gần này nữa, gọi là của nó rơi vào tầm 37 phân, 35 37 phân. Đấy là cái khoảng cách từ chóp chóp đuôi này. Đó, các bạn nhìn này. Đó. Đấy, đây là con chim rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó, từ chóp đuôi này. Đó, con chim này rất là đẹp. Đó. Chim này rất là đẹp. Ó, chỉ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Đó, con chim này đây này. Đít xám thấy chưa? Phớt phớt xanh này, thấy không? Đây mới là giống chim chuẩn này, cái màu lông này này. Đó. Đấy, các bạn tôi lại kiểm tra lần nữa này. À, này. Sờ ghim này. Ôi rồi hai ghim chạm vào nhau luôn. Đó. Thì con này là 1.000 phần nghìn là con trống. Nếu như tí nữa tôi sẽ dùng cái đai nhựa tôi thắt vào và tôi chuyển cho bạn ấy ở Nghệ An, Vinh, thì là gì? Bạn phải giữ lại cái đánh dấu đấy của mình. Đấy. Thì con chim này là như vậy. Đây là cái giai đoạn nó mới chưa có cườm mà chân nó đã đỏ như thế này. Đó. Và bây giờ là 5 giờ chiều thì mình cũng bắt luôn. Mình nhốt nó vào đây cho ăn, sáng mai mình chuyển sớm cho bạn ấy. Thì trước khi chuyển thì như 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 một cái người cẩn thận thì mình kiểm tra móng. Đó. Kiểm tra móng, kiểm tra tất cả các ngón ngón ba ngón đằng trước. Và một ngón thái này. Đó. Bên này cũng thế thôi. Và mình kiểm tra mọi vấn đề. Những con chim này hoàn toàn khỏe mạnh. Ok, từ từ thôi em. Mai đi Nghệ An nhá. Ok. Hoàn toàn khỏe mạnh. Thì cái uy tín nó là cái số 1 các bạn ạ. Đó. Đấy. Đầu xanh. Đít xám. Đó. Chân đỏ. Đó. Mỏ đinh. Đen đinh. Nó. Người to. Giọng gáy thổ. Bố mẹ anh chị đã kiểm chứng rồi. Nếu quý vị các bạn tiếp tục mới chơi đặt những con chim như thế này. Đó, mình giơ hẳn ra đây.
dơ hẳn như này, sao nó zoom to này nhỉ? Như thế này thì các bạn chuyển cho mình 500 ngàn, các bạn sẽ sở hữu được một chú chim do tay các bạn nuôi lên. Sau như thế này thì sau 3 tháng nữa các bạn biết chất ngay. Đó. Đó. Sau 3 tháng nữa các bạn biết chất ngay, không bao giờ. Với cái chi mức giá 500 ngàn thì mình nghĩ là xứng đáng với những người yêu chơi, yêu chim và chơi chim. Đó, mình sẽ như lời hứa là mình sẽ bắt cho bạn đấy, và mình cũng sẽ đăng cái clip này được được sự đồng ý của bạn đấy. Thì cái số điện thoại của bạn ấy thì mình nhớ mang máng là 058. Rồi. Thì quý vị các bạn muốn trở thành một khách hàng tiếp theo của anh ấy thì hãy gọi vào số điện thoại của mình là 0163 53 05 982. Mình xin nhắc lại là 0163 53 05 982. Quý vị các bạn có thể chuyển khoản cho bên mình. Nếu những người chuyển khoản bao giờ cũng được rẻ hơn một chút. Thứ hai là các bạn có thể là tìm cho mình một cái xe đi từ quê hương các bạn lên đến Mỹ Đình, hoặc là bến nước ngầm Gia Lâm, Giáp Bát gì đấy cũng được. Báo cho mình số và mình ra mình gửi cho các bạn về quê hương các bạn. Như thế thì mình sẽ đi lại có một lần thôi. Tất nhiên là mình sẽ cố gắng là làm sao giữ được cái niềm tin và uy tín tốt nhất cho các bác, các anh chị em trên những diễn đàn chim cô gáy này. Thì đây là cái hình thức của con chim này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ để nó vào lồng đây, để mình nhốt nó vào đây để cho nó ăn. Mai mai để chuyển sớm. Đó. Đó, các bạn nghe tiếng con ngỗng chưa? Ngỗng nó. Đây là cái hình thể của nó. Đó, các bạn thấy chưa? Mình vừa cầm hơi lâu nhưng mà nó cũng hơi bị xù lông. Đó, thôi mai thì nó lại chảy chuốt ngay. Đó, các bạn thấy chưa? Con chim nó là như vậy. Đó, nó cũng khá thuần thôi. Không vấn đề gì cả. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó. Con chim chưa mọc hết cườm mà nó như thế này. Các bạn thấy chưa? Đó. Rất là to. Đó. Đấy. Ok. À, Thao Chim Cô Gáy xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của mình và tin tưởng mình trong những thời gian qua. À, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và có những ý kiến đóng góp. Thì tới đây mình sẽ có cái con dấu để ghi cái thương hiệu của mình, sẽ có cái kẹp chì để đánh dấu chim của mình tại chân của con chim. Con chim này thì tí nữa mình sẽ thắt đai nhựa và đánh dấu vào đây tạm thời đấy để cho các bạn tiện theo dõi. Thứ hai là những cái con chim như thế này thì mình khẳng định 100% là các bạn sẽ không bao giờ sai lầm khi mà chọn được những con chim chơi chim khách. Đấy, con này thì các bạn về nuôi khoảng tầm 3 tháng nữa thì các bạn yên tâm là nó sẽ lên cườm và nó rất đẹp. Nó rất đẹp các bạn. Đó, cái đuôi nó rất là dài. Đó, giống chim nó là như vậy. Đấy các bạn nhìn này, người nó rất là dài. Đó, dáng nó như các bạn nhìn thấy chưa? Cái cổ của nó là cổ chum. Đấy, nó doa từ cổ xuống cái bầu của nó rất là chum. Tiếp mình không quay phần ngực ra đây thì mình động động cho nó cùng quay cái phần ngực ra. Ok, anh nhìn đi chưa? Đấy. Thì nó là cái con chim trống 1.000 phần 1.000 nha, không có gì phải bàn cãi nữa cả. Đó, thì các bạn thấy là nó rất là hồn nhiên, rất là thuần đúng không? Các bạn thấy nuôi các bạn chim nhà mình nó đẻ ra nuôi thì nó cũng đủ đầy đủ kỹ trình kỹ thuật, thì nó rất là gì, nó rất là khỏe. Trông nó mình vừa mới tóm chặt nó chỉ đến 7-8 phút mình quay thì lông như thế này thôi, nhưng mà chỉ mai các bạn về nó là tự nó lại chải chuốt, nó lại mượt mà ngay mà.
Đó là cái mà mình khẳng định về cái chất lượng và cái uy tín của mình. Đó. Các bạn thấy không? Con chim rất là đẹp. Đó. Thường những con chim này là mình bán cho các bạn là 500 ngàn, chưa có vận chuyển. Ok. Số tài khoản của mình là 2210 205 156 681. Mình là Vũ Văn Thao, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì. Đó. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của mình để mình chia sẻ những cái cách nuôi chim, chữa bệnh chim, làm chuồng cho chim, vân vân. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Con này cườm rất hay. Các bạn nhìn kỹ, cườm rất hay.